Đầu La Đại Lục vào năm 566, Sư Lê Khắc tiến vào đoàn chiến tuyệt thế đường môn. Một tấm chắn trắng loãng như là ngọc đã hiện ra trước người của hắn. Kim mang bay vụt đến, khi còn cách tấm chắn không tới là 3 thước thì là bất chợt trong không khí phát ra tiếng âm một tiếng, lấy tấm chắn kia làm trung tâm, từng mảng tia sáng lớn vặn vẹo nhanh chóng là xô cháo, khuếch tán hướng ra bên ngoài. Lúc này Hoàng Kim Cự Long lao đến, một tiếng lổ kinh khủng vang lên, cả đài tranh tài là biến thành một thế giới kinh khủng tràn ngập màu trắng vàng hòa lẫn. Trên đài thủ tịch, Kính Hồng Trần sớm đã là ngồi không yên, đột nhiên đứng dậy khẩn trương nhìn lên đài, sắc mặt biến hóa âm tĩnh là bất định. Làm sao có thể, Sư Lê Khắc học viện làm sao có thể có đội viên thực lực cường đại đến trình độ như vậy? Hắn cũng không biết rằng Vương Thu Nhi, Hoàng Kim Long Thương có uy lực như thế nào. Nhưng đối với bất phá đấu la trịnh chiến hắn rất là quen thuộc. Trịnh chiến lúc trước phát ra tầm bình chướng thứ nhất để ngăn cản là một phòng ngự hồn đạo khí cấp 7, lực phòng ngự tương đối là mạnh, hơn nữa là hết sức tự mềm dẻo, đó là độc chiêu của trịnh chiến, bù lại bình chướng có thể ném ra. Nhưng mà hồn đạo khí cấp 7 này chỉ là hơi ngắn trở một chút công kích của Vương Thu Nhi thì đã bẻ nát, mà hiện tại thứ trịnh chiến sử dụng chính là hồn đạo khí cường đại hắn dựa vào màn thành danh, bất phá thẩm thuẫn. Đây cũng là hồn đạo khí cấp 9, nhưng theo tình trạng trước mắt, hồn đạo khí cấp 9 bất phá thần thuẫn này cũng không chiếm được thượng phòng tuyệt đối, phẩm chất không hề áp đảo đối phương chút nào. Ngồi bệt xuống đài, Mộng Hồng Trần lúc này sắc mặt là trở lên tái nhợt, lăng rất là rõ ràng, nếu như không phải mình cố chí lựa chọn nhận thua ngay lập tức, thì hiện tại kẻ phải đạt chịu thực lực kinh khủng này đánh sâu vào đúng là mình. Đừng nói mạng, sợ rằng ngay cả bột phấn cũng là sẽ không còn giữ lại gì. Đây là năng lực công kích cấp độ nào đấy, thật có thể xé người ta thành mảnh vụn. Màu vàng cùng với màu trắng đối kháng cả thảy kéo dài mấy giây đồng hồ mới là dần dần nhạt đi. Một ít quang mang màu vàng cũng là dần dần hiện ra nguyên hình, chính là Vương Thu Nhi, Hoàng Kim Long Thương. Ở nơi xa, Vương Thu Nhi vẫn là đứng tại chỗ, cũng dần dần hiện thân, tay phải khẽ vẫy, Hoàng Kim Long Thương đã là hóa thành một đạo lưu quang, một lần nữa trở lại trong lòng bàn tay của nàng. Trên người của nàng, lân phiến màu vàng cũng là như là thủy triều rút đi. Trịnh Chiến thở dài một hơi, cúi đầu nhìn phía thoáng qua bất phá đấu la thuẫn của mình, hoàng sợ phát hiện ra, ở vị trí trung ương của bất phá thần thuẫn này, mơ hồ là có chút lõm xuống. Hiểu được rằng, sở dĩ là mình có thể ngăn cản được một kích của đối thủ không phải là bởi vì uy năng phòng ngự cường đại của phá thần thuẫn, mà là bởi vì tu vi hồn lực của đối phương cùng mình chênh lệch quá xa. Nói một cách khác, chuôi trường mâu màu vàng này thậm chí là vượt qua bất phá thần thuẫn của mình, vũ khí áp đảo này hồn đạo khí cấp 9 đó. Trận thứ hai cuộc thi đào thải cá nhân, Sư Lê Khắc học viện chiến thắng. Trịnh Chiến dường như là công chức do dự lập tức tuyên bố kết quả của trọng tranh tài. Trong khu vực chờ chiến, 6 người bên của Sư Lê Khắc học viện tất cả đều là đứng lên. Ánh mắt của bọn họ đều là xiết bao phấn khởi. Hai trận liên tục, Vương Thu Nhi chiến thắng đối thủ dễ như là trở bàn tay. Nhất là trận thứ hai này, Mộng Hồng Trần thậm chí ngay cả một lần công kích cũng là không có. Thân là đội phó của Nhật Nguyệt chiến đội mà nàng cũng là đã tuyên bố nhận thua. Nhưng phía bên đường môn, Vũ Hạo nhíu mày nhẹ nhàng lắc đầu. Sao vậy? Vương Đồng Nhi liền hỏi. Vũ Hạo trả lời, nàng cảm thấy sau hai trận, Vương Thu Nhi trên hạo tiêu hao là bao nhiêu như thế nào? Vương Đông Nhi cực kỳ là thông minh, lập tức sẽ là hiểu ý của hắn. Trận đầu tiêu hao hẳn là rất ít, đối thủ kia so với Vương Thu Nhi thì quá yếu, nhưng mà Mộng Hồng Trần không giống thế, nàng là Chu Tinh Băng Thiếm chi độc rất là khó đối phó. Thu Nhi hiển nhiên là an bài chiến thuật là nhằm vào nàng, mục đích chỉ là có một, đó chính là công tiếc tiêu hao lực lượng lớn hồn lực đánh chết nàng. Đáng tiếc chính là Mộng Hồng Trần thật là sự gian xảo, ở thời khắc mấu chốt cũng là lại rút lui. Vũ Hạo lúc này gật đầu lên nói, đúng là giả hoạt, nàng chờ sau khi Thu Nhi xuất thủ mới là hồ liền nhận thua. Khi đó, Thu Nhi đã là không có biện pháp thủ tay lại, giống như là vị phong hào đấu la kia liều mạng. Mộng Hồng Trần trận này mặc dù là thua, nhưng không có chút tiêu hao nào cả, không mất cả sợi tóc. Việc này đối với cuộc thi sau với Sư Lê Khắc mà nói, không phải là chuyện tốt. Hiện tại chẳng qua là không biết rằng Thu Nhi tiêu hao là như thế nào. Một kích vừa rồi với thực lực của nàng, sợ rằng cũng là phải tiêu hao 4 thành hồn lực trở lên. Chính xác là 5 thành. Vương Thu Nhi lặng lặng đứng ở trên đài tranh tài, đáy mắt hiện lên vẻ tiếc nuối. Một kích cường đại kia của mình, một cú ném nghiêng trời lệch đất, lại là bị đối phương lừa gạt thành ra như vậy. Trận này mặc dù là thắng, nhưng trên thực tế nàng biết rằng về phần tâm kế của mình thì là cũng đã là thua đối phương rồi. Cộng thêm tiêu hao trong cuộc tranh tài trước, nàng hao tổn giống như là đã là đến gần 6 thành hồn lực. Mặc dù đối với nàng, kẻ sử dụng cực hạn lực lượng mà nói, hồn lực cũng đại biểu cho hết thảy những hồn lực tiêu hao quá độ, tất nhiên sẽ là ảnh hưởng cuộc thi đoàn chiến phía sau.
cầm hoàng kim long thương trên mặt đất ở trước mặt, hai cái bình sữa hiện ra trong lòng bàn tay. Dùng mắt thường cũng là có thể thấy, từng vòng tia sáng hồn lực không ngừng dao động nơi hai bàn tay của nàng. Hai bình sữa cũng là khôi phục hồn lực. Chú ý tới cảnh này, mọi người lần nữa bị cô nương này gây kinh hãi, sử dụng bình sữa cung cấp bậc với tu vi của mình, chứ không có ai can đảm đồng thời sử dụng hai cái bình sữa cả. Đưa hồn lực sửa chữa trong bình sữa đi vào cơ thể, cần duy trì sự dẫn đường liên tục mới là có thể xung nhập vào trong hồn lực của mình. Hai bên đồng thời đều là có hồn lực tràn vào, ngươi làm sao dẫn đường được? Vì vậy, coi như là cấp bậc phong hào đấu la, cường giả cũng không điên cuồng như vậy. Vương Thu Nhi có thể làm như vậy, đúng là nhờ vào thân thể cường hãn vô cùng. Bên Nhật Nguyệt chiến đối, Mộng Hồng Trần xuống phía dưới cộng một gã đội viên ra sân, thấp giọng dặn dò mấy câu, sau đó lại là thương lượng cùng với Tiếu Hồng Trần. Lát sau những đội viên khác của Nhật Nguyệt chiến đội rối rít đưa vài thứ cho tên đội viên này, sau đó người này mới là đi đến trên đài thi đấu. Hai bên lên tiếng xưng tên. Trình chiến lúc này đã là một lần nữa trở lại giữa đài tranh tài, thân sắc đau lòng trên mặt cũng là còn chưa tán đi. Loại hồn đạo khí cấp 9 bất phá thần thuẫn này, cho dù là chữa trị cũng là phải cần kim loại hiếm, mà đổi lại thành kim hồn tệ cũng là một con số không nhỏ. Hắn có thể không đau lòng hay sao? Lần này là do hắn chủ động phá hư hồn đạo khí. Sư Lê Khắc, Vương Thu Nhi. Sáu chữ này hôm nay nhất định là sẽ khắc sâu vào trong đầu của nhiều người. Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư học viện Đinh Tiểu Bố. Tên thanh liên thuộc Nhật Nguyệt chiến đội vóc người là không cao, so với Vương Thu Nhi còn là thấp một cái đầu, hơn nữa hết sức là gầy yếu, nhìn qua giống như là một con khỉ da bọc xương. Hai bên lui về phía sau chuẩn bị tranh tài. Vương Thu Nhi trong tay trước sau vẫn là nắm chặt bình sữa, nàng đi cũng là không nhanh, chậm rãi đi về phía trước, hồn lực cuối cùng vẫn là được khôi phục lại không qua bình sữa. Trịnh Chiến khóe miệng co giật một chút, đây là nàng đang cố ý chỉ hoãn thời gian. Có điều Trịnh Chiến cũng là không thúc giục, mới vừa rồi hắn tự mình xuất thủ ra ngăn cản một kích cường đại như vậy của người ta. Trên thực tế đối với Vương Thu Nhi mà nói, đúng là không cân bằng. Mộng Hồng Trần rõ ràng có chiến lược nhận thua, nếu như ở tình huống bình thường, hắn lúc đầu làm cho vô địch phòng hộ cháo của nàng yếu đi bớt, cũng là tiêu hao một chút hồn lực của nàng, sau đó mình mới là nhúng tay vào là thích hợp nhất, nhưng mà lời này là Nhật Nguyệt Đế Quốc. Trịnh Chiến bình thời luôn luôn lấy công chính mà lối danh, lúc này thấy thẹn trong lòng, cũng chưa có thúc giục Vương Thu Nhi. Đinh Tiểu Bố cũng là không vội, vừa đi ngược về, vừa bận rộn loay hoay cái gì đó ở trên người, bởi vì bản thân hắn cũng không có thả ra hồn đáo khí, người có thể ngăn cản hắn lật tớ lật lối y phục của mình hay sao. Vương Thu Nhi đi là khoảng cách mười mấy thước đến gần một phút đồng hồ, đứng lại xoay người, thu hồi lại bình sữa. Ánh mắt của nàng cũng là trở lên ngưng thần, ít nhất là từ bên ngoài, không ai nhìn ra lúc trước nàng đã tiêu hao lực lượng hồn lực là khổng lồ. Tranh tài bắt đầu, Đinh Tiểu Bố chuyển động, ngay thời điểm Trịnh Chiến vừa mới tuyên bố, người hắn đã là nhanh chóng hướng mắt bên sông ra, động tác cực kỳ là nhanh nhẹn. Ở phía sau của hắn có ít nhất là 15 tia sáng lóe lên, tất cả đều bố trí ở trên người, thiết kế hết sức là xảo diệu. Hồn đạo thổ thiên khí, hồn đạo khí có lực đẩy mạnh. Mẫn công hình cận chiến hồn đạo sư. Vương Thu Nhi cũng động, lần này nàng không có phát lực toàn diện, một thanh hoàng kim long thương rút ra trước mặt, đuổi tới đối phương, giữa chân lẹn bước cực kỳ mạnh. Đinh Tiểu Bố có vẻ như là không muốn cùng với nàng ngạnh kháng, bắt đầu chạy vòng quanh toàn trường thật là nhanh, bằng vào hồn đạo thổ thiên khí phía sau, tốc độ của hắn lúc này lúc nhanh lúc chậm, lại là cực kỳ là khéo léo, giống như cùng với Vương Thu Nhi chơi đuổi bắt ở trên đất trống. Vương Thu Nhi ánh mắt dần dần trở nên sắc bén, nàng hiểu rằng đối thủ đặc biệt này nhằm vào chiến thuật của nàng, rất là rõ ràng đối thủ đã là thấy rõ mục đích của nàng, hơn nữa cũng là ý thức được ở bên sườn các chiến đội nàng là người mạnh nhất, đây chính là chiến thuật làm tiêu hao hồn lực của nàng, thậm chí trận tiếp theo chỉ sợ sẽ là đội viên mạnh nhất Nhật Nguyệt chiến đội Tiếu Hồng Trần ra sân. Muốn tiêu hao ta hái sao? Vương Thu Nhi hừ lạnh một tiếng, mũi chân trên mặt đất đột nhiên phát lực, cả người trong nháy mắt là nhảy lên, giống như là trong nháy mắt bằng hoàng kim cảm giác nắm bắt được lộ tuyến của Đinh Tiểu Bố, lập tức chặn lại đúng chỗ, hoàng kim long thương trong tay hóa thành một đạo kim quang đẹp mắt, đâm thẳng tới ngực của Đinh Tiểu Bố, trong nháy mắt chặn lại, nhanh chóng, chính xác, bạo lực, hành động này khiến cho người ta cảm thấy là nghẹt thở. Cho dù Đinh Tiểu Bố sớm đã là có chuẩn bị, nhưng khi hắn nhìn thấy hướng đi kinh khủng của mũi thương kia, sắc mặt vẫn là đại biến. Một tầng, hai tầng, hai tầng kim sắc quang mang đồng thời từ trên người của Đinh Tiểu Bố phóng ra. Phốc một tiếng, hoàng kim long thương đúng là đâm trúng, nhưng là đâm trúng phòng hộ cháo vô địch. Phòng hộ cháo vô địch trên người của Đinh Tiểu Bố đột nhiên là có rút trở lại. Hai tầng kề nhau chặt chẽ, dù là hoàng kim long thương cũng không có biện pháp xuyên thủng qua chút nào. Đinh Tiểu Bố mượn lực, nhanh nhẹn là nhảy lùi lại, thân thể trên không trung khẽ chuyển, hồn thổ tiến khí ở sau lưng phóng ra toàn lực.
lại một lần nữa kéo giãn khoảng cách cùng với Vương Thu Nhi. Khốn kiếp thật, Vương Thu Nhi lập tức hiểu được lúc trước những người bên Nhân Nguyệt Chiến Đội đưa cho Đinh Tiểu Bố cái gì. Bọn họ dĩ nhiên là cấp choán phòng hộ trá vô địch. Nhưng mà phòng hộ trá vô địch có thể đồng thời sử dụng ra hai cái hay sao? Điều này hiển nhiên là phương thức đặc thù được Minh Đức Đường nghiên cứu ra. Vô địch hỏng phòng hộ cháo tiền cao ngất ngưỡng ai cũng biết rằng đó là tương đương với cái mạng thứ hai, mà vô địch phòng hộ cháo tốt nhất cũng có thể kéo dài mười mấy giây mà thôi, sau đó sẽ là tổn hại. Đinh Tiểu Bố lần này dùng đến hai cái chính là một số kỳ môn tệ cực kỳ lớn. Nhật Nguyệt Chiến Đội hiển nhiên là muốn dùng tiền đập chết Vương Thu Nhi, làm hết sức để tiêu hao thực lực của nàng. Vương Thu Nhi không đuổi theo, nàng biết rằng vô địch phòng hộ cháo của đối thủ, trừ phi mình có thể là lần nữa tụ lực như là lúc trước lém ra một chiêu khiến cho trời lòng đất nở, nếu không thì cũng là không thể nào đánh tan phòng ngự của đối phương. Nàng không đuổi theo, nhưng mà Đinh Tiểu Bố thì là ngược lại, khiêu khích, muộn tiểu pháo màu đen đặt ở trên bả vai, sau đó phát ra tiếng siêu siêu siêu. Viên đạn pháo màu đen bắn thẳng tới Vương Thu Nhi, quanh đạn bắn ra trên không trung tự mình là lỗ tung, hóa thành từng cái một lưới lớn đen như là mực, giống như là tràn đầy dần dầu trơn hướng tới Vương Thu Nhi mà bao tới. Tốc độ dây dưa, phòng hộ trá vô địch, ba dạng chiến thuật này được Nhật Nguyệt Chiến Đội đặc biệt là nghĩ ra nhằm vào Vương Thu Nhi. Trong cuộc chiến tranh tài này, cái bọn họ muốn chính là tiêu hao, làm cho hết sức để tiêu hao đối thủ. Vương Thu Nhi dĩ nhiên là có thể nhận thua, nàng đã thắng 2 trường rồi, nhận thua bảo tồn thực lực không thành vấn đề. Nhưng vấn đề là bọn họ phải là thắng trận đào thải cá nhân thứ 3 mới có thể yêu cầu tiến vào trong vòng đoàn chiến. Vương Thu Nhi nếu như mà nhận thua, như vậy Đinh Tiểu Bố sẽ là tiếp tục lưu lại ở trên sân. Người so đối phó với hắn cũng sẽ là gặp tình huống chiến đấu vướng víu này, vậy sẽ phá hư kế hoạch của nàng. Càng quan trọng hơn chính là Vương Thu Nhi là ai, với tính cách tự cao của nàng, làm sao có thể cho phép mình bị đối thủ dắt mũi vậy? Trong mặt lệ màng hiện lên, Vương Thu Nhi đem hoàng kim long thương trong tay giơ lên. Đáy mắt của Vương Thu Nhi sáng lên màu đỏ nhạt, ngay sau đó trên người của nàng tản mát ra hồn lực liền có một tầng hồng quang. Đinh Tiểu Bố chỉ là cảm thấy đối thủ của mình phảng phất trong nháy mắt đã là biến thành một loại hồng hoang mãnh thú. Trong lòng căng thẳng, nhìn lại Vương Thu Nhi, trong mắt kia đã là biến thành màu đỏ như máu. Vốn là trong mắt màu lam tràn đầy mỹ cảnh, lúc này đã là hoàn toàn biến thành nơi khiến cho người ta sợ hãi. Chỉ thấy hoàng kim long thương trong tay của Vương Thu Nhi huy động liên tục, hai đạo kim hồng sắc quang mang hiện lên bay về phía lưới lớn màu đen bao phủ nghiền nát nó. Tiếp theo trong nháy mắt này, Đinh Tiểu Bố chỉ kịp thời mở ra hai cái phòng hộ trá vô địch lần nữa, sau đó xuất hiện ra cảm giác đằng vân giá vũ. Phòng hộ trá vô địch chỉ là có thể phòng hộ cho hắn không bị tổn thương, nhưng lại không thể để cho hắn giữ vững được như Thái Sơn. Khi mà hoàng kim long thương đánh tới, cả người hắn trong phòng hộ cháo vô địch là bay vút lên. Ta muốn nhìn xem ngươi có bao nhiêu vô địch phòng hộ cháo. Vương Thu Nhi lạnh lùng đến nói, trên người của nàng có thể thấy hào quang hồn hoàn thứ 6 tỏa sáng ra khắp người. Trong mắt của nàng tràn đầy quang mang thị huyết, Đinh Tiểu Bố cũng là không biết làm sao, quỷ thần xui kiến cho hắn hô to một tiếng. Ta nhận thua.